Hoa đu đủ đực là một vị thuốc nam đa công dụng. Y học hiện đại đã nghiên cứu và kết luận là hoa đu đủ đực có tác dụng hỗ trợ và điều trị ung thư. Cây đu đủ thì mọc ở khắp nơi trên cả nước. Nhiều gia đình trồng cây đu đủ làm cây ăn quả trong vườn. Cây đu đủ đực thì thường ít được trồng mà chủ yếu là thường mọc hoang ở ven đường hoặc là mọc trên các sườn đồi. Hoa đu đủ đực thì rất là hiếm. Ở đồng bằng thì ít có cây đu đủ đực mà chủ yếu mọc rải rác ở các sườn đồi. Theo kinh nghiệm dân gian thì lá, hoa, cành và quả đu đủ đều được dùng để làm thuốc. Quả đu đủ xanh thì có tác dụng lợi sữa, tốt cho phụ nữ mới sinh. Quả đu đủ chín thì có nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho cơ thể. Lá đu đủ thì có tác dụng phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Hoa đu đủ đực thì có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư ác tính. Hàng năm thì cứ vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm thì cây đu đủ đực ra hoa, là ta tiến hành thu hái lấy về làm thuốc. Hoa đu đủ đực thu hái thì được mang về phơi với nắng nhẹ cho đến khi khô hẳn, cất giữ để dùng làm thuốc dần. Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu về cây đu đủ và đã tìm ra các hoạt chất có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư trong đu đủ. Các nhà khoa học Mexico thì nghiên cứu về cây đu đủ thì đã liệt đu đủ vào một trong những thực phẩm được khuyến khích sử dụng vì nó có tác dụng phòng ngừa ung thư. Một nghiên cứu mới đây ở Úc thì nếu nam giới thường xuyên sử dụng hoa đu đủ thì sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh về ung thư tiền liệt tuyến lên đến 82% đấy các bạn ạ. Để biết thêm thông tin về hoa đu đủ đực thì bạn có thể liên hệ trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc bạn đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là